Kính chào các bạn học viên, hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nộp tiền thuế môn bài năm 2024. Đối với hạn nộp tiền phí môn bài thì căn cứ tại khoản 9 điều 18 nghị định 126 2020 nghị định của chính phủ quy định thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Và căn cứ vào vốn góp kinh doanh của từng doanh nghiệp mà chúng ta có mức đóng lệ phí môn bài khác nhau. Đối với công ty mà có vốn điều lệ dưới 10 tỷ thì mức thuế môn bài đóng là 2 triệu. Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên thì có mức thuế môn bài phải nộp là 3 triệu. Đối với chi nhánh hộ kinh doanh thì mức thuế môn bài là 1 triệu. Các bạn nộp tiền thuế môn bài qua trang thuế điện tử .gdt .gov .vn Chúng ta đăng nhập vào hệ thống bằng mã số thuế thông tin công ty các bạn. Chúng ta chọn vào nộp thuế, lựa chọn ngân hàng. Chúng ta sẽ trích nộp tiền thuế môn bài loại nghĩa vụ và mã hồ sơ các bạn bỏ trống chúng ta chọn vào tạm nộp tích chọn loại tiền chọn trích từ tài khoản ngân hàng lựa chọn ngân hàng ủy nhiệm thu đây chính là ngân hàng do cơ quan thuế nhờ thu hộ thì các bạn lựa chọn một trong các ngân hàng này và chúng ta nên ưu tiên lựa chọn ngân hàng nào cùng với hệ thống ngân hàng của công ty các bạn tại phần lựa chọn các bạn chọn là tờ khai bởi vì ở đây chúng ta nộp thuế môn bài Mà tiền thuế môn bài thì sẽ không có quyết định Bởi vì chúng ta chưa phải là nộp quá hạn Đấy, Nên là chúng ta sẽ lựa chọn là tờ khai Trong phần chọn tờ khai này Các bạn chọn tờ khai lệ phí môn bài Thông tư 80-2021 Số tờ khai các bạn bỏ trống Kỳ, ở đây chúng ta nộp theo năm Do đó tôi sẽ tích vào nộp thuế theo năm Và năm 2024, nhấn tiếp tục Nội dung các khoản nộp các bạn nhấn vào dấu 3 chấm Thế môn bài bậc 2 thuộc mục 2863, do đó chúng ta sẽ chọn là 2850, nhấn tra cứu, kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy được các mức nộp lệ phí môn bài. Đối với lệ phí môn bài bậc 1, áp dụng trong trường hợp là chúng ta nộp với mức lệ phí là 3 triệu, bậc 2 là chúng ta nộp với mức lệ phí là 2 triệu và bậc 3 nộp với mức lệ phí là 1 triệu, ở đây tôi chọn 2863. Ghi chú các bạn, ghi là nộp tiền thuế môn bài năm 2024. Số tiền là 2 triệu đồng. Mã nội dung kinh tế trình duyệt đã tự động cập nhật cho các bạn. Sau đó chúng ta nhấn vào hoàn thành. Kiểm tra lại tất cả các cái thông tin ở trên giấy nộp tiền xem đã đúng hay chưa. Đúng rồi thì các bạn nhấn vào ký và nộp. Điền mã pin, nhấn đăng nhập. Ký điện tử thành công, các bạn nhấn vào OK. Gửi giấy nộp tiền thành công, các bạn nhấn vào kết thúc để tra cứu giấy nộp tiền chúng ta vào nộp thuế chọn tra cứu giấy nộp tiền nhấn vào tra cứu trạng thái là đã gửi giấy nộp tiền một lát sau các bạn sẽ vào tra cứu lại thì phần trạng thái này là nộp thuế thành công nếu như tiền trong ngân hàng của các bạn đủ để nộp còn nếu tiền trong ngân hàng không đủ để nộp thì trạng thái sẽ báo là giao dịch không thành công thì lúc đó các bạn sẽ phải lập và nộp lại như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách nộp lệ phí môn bài năm 2024. Chúc các bạn thành công.